Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục quay mô hình cuộc sống của anh Khang ở huyện Trà Ôn nha. Ở xã Tà Côn các bạn. Bài này tắt mẹ được 5-6 ngày, hôm nay mở mắt nha các bạn. Hiện tại bài này được tầm 16-17 ngày tuổi nha. Cưng đây cho. Đây là những chú chuột con dễ thương. Cưng các bạn. Mấy em đây 2, 4, 6, 7 con đã chưa đó. Đấy, con này hình như là 4 cái 3 đực á. Con